Sau khi kết thúc một cuộc chiến khốc liệt thì Kenshin vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống bình yên tại đạo quán của Kaoru. Nhưng nam chính vẫn chưa hề biết rằng có một cơn giông bão sắp sửa đổ bộ vào cuộc đời anh. Lần này, viên cảnh sát Saito nhận được lệnh đi bắt một kẻ tên là Makoto cơ mà khi đến nơi thì toàn bộ đồng nghiệp của anh đã bỏ mạng. Người nào may mắn còn sống thì lại bị treo lơ lửng trên những đống lửa lớn. Gã tội phạm không hề đối mặt với Saito mà ngược lại là tay cảnh sát phải lui ra sau mấy bước, nếu không sẽ có thêm đồng đội rơi vào biển lửa. Tham vọng của tên trùm mặt là phá hủy thế giới hòa bình này khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lần này hắn ra tay tàn bạo với cảnh sát cũng chính là lời tuyên bố đanh thép với chính phủ mới. Sau khi buông lời ác độc thì Makoto liền dẫn thuộc hạ rời đi, còn Saito thì cũng bất lực hoàn toàn, không có khả năng cứu đồng đội của mình. Bên này Kenshin cùng Kaoru và Sanosuke đang sống hạnh phúc yên bình bên đạo quán, nhưng có vẻ sự yên bình đó đã định trước sẽ không bao giờ dài lâu. Sinh ra trong thời kỳ loạn lạc nên chẳng có ai có thể tự nắm giữ được sinh mệnh của mình. Hôm nay Kenshin được một nhà chính trị cấp cao mời đến gặp mặt. Ông ấy trước đây từng là bạn tốt của anh và cũng là nhà lãnh đạo của phái Sasuma. Chú dâu quay nón nói với Kenshin khi đó anh đã rửa tay gác kiếm, từ bỏ danh phận sát thủ Bato Sai nên tên Makoto đã thừa kế danh phận này. Thì ra Makoto cũng đã góp mặt trong cuộc chiến với quân Mạc Phủ cách đây hơn 10 năm, và nếu bàn về kiếm pháp thì tên này cũng 19-10 ngang ngửa với Kenshin nhà ta. Điểm duy nhất khác biệt giữa hai người họ là Kenshin mang trong mình khát vọng hòa bình để không ai phải chết một cách oan uổng nữa, còn Makoto lại có quá nhiều dã tâm và tham vọng. Hắn luôn sống vì lý tưởng tự do cho nên thất bại hay sợ hãi là định nghĩa không có trong từ điển của hắn. Chính phủ nhận thấy nếu để Makoto bành trướng thế lực thì sẽ rất nguy hiểm nên phái người tiêu diệt hắn để trừ hậu họa về sau. Mặc dù đã bị nhóm sát thủ đâm hết nhát này đến nhát khác hay thậm chí còn bị họ thiêu sống để đảm bảo không có bất trắc xảy ra, thế nhưng Makoto lại sống sót một cách đầy ngoan cường, đầy vi diệu. Vụ ám sát bất thành đó đã khiến hắn bị bỏng cho nên thân thể luôn quấn băng khắp người, trông như một xác ướp nặng sát khí biết di chuyển. Cũng từ đó Makoto đã dấy lên lòng thù hận sâu đậm với chính phủ. Hắn thề rằng bằng mọi giá sẽ lật đổ chính quyền để rửa mối thù năm xưa. Không chỉ vậy, Makoto còn có tham vọng rất lớn muốn thâu tóm cả Giang Sơn về tay của mình. Để đối phó với con ác quỷ này thì chú dâu quai nón đã thỉnh cầu Kenshin, hy vọng anh có thể giúp mình một tay tiêu diệt tên hung bạo kia, nhưng thật lòng anh lại không hề muốn giúp một chút nào. Khoảng thời gian yên bình vừa qua đã giúp Kenshin cảm nhận được hạnh phúc và đồng thời bản thân cũng không muốn tay mình nhuốm máu nữa. Vài ngày sau đó, nhà chính trị cấp cao đã bị một sát thủ của Makoto cử đến ám sát. Nhìn những thi thể nằm la liệt dưới đất làm Kenshin lại nhớ về dáng vẻ của người phụ nữ quỳ khóc đầy đau đớn bên thi thể của chồng, vốn đã là một vết sẹo trong tâm trí anh. Lúc này Kenshin cũng hiểu được chỉ khi Makoto còn sống thì sẽ có vô số gia đình nữa phải chịu cảnh tang thương, vợ mất chồng còn con mất cha, hay đất nước mất đi một công dân tốt. Vào thời khắc đó, nam chính đã đưa ra quyết định sẽ đích thân đánh bại Makoto. Đây là trách nhiệm của một lãng khách mà một người đàn ông mạnh mẽ nhất cần phải gánh vác. Sau khi nói lời từ biệt với Kaoru rồi để lại chiếc áo màu đỏ quen thuộc thì Kenshin cuối cùng cũng chính thức lên đường để đi tìm công lý. Nam chính vừa đi khỏi đã có một gã võ sĩ tóc dài đã tìm đến đạo quán đòi gặp bằng được Bato Sai chính hiệu. Tuy nhiên Sanosuke lại cảm thấy hắn không có ý tốt gì rồi liền đã động tay động chân để đuổi gã đi. Kết quả anh bạn lại bị tay võ sĩ kia đánh cho lên bờ xuống ruộng, may mà nữ bác sĩ Megumi đã có mặt kịp thời ngăn cản, nếu không thì ngày này năm sau là đám giỗ của thanh niên rồi. Kenshin lúc này cũng đã đi được một quãng đường khá dài và nơi anh ấy muốn đến chính là Kyoto. Tối hôm đó, trong lúc mất cảnh giác, nam chính đã bị một cô gái trộm mất kiếm nên phải đuổi theo rất lâu mới lấy được kiếm về. Bỗng nhiên một đứa bé người ngợm dính đầy máu chạy lại cầu xin Kenshin cứu mạng anh trai mình, chính là một cảnh sát. Cậu ấy tình cờ trở về thăm nhà thì đụng độ với người do gã Makoto cử đến, không chỉ lộng hành ngang ngược đánh chiếm cả thôn làng mà chúng còn ra tay sát hại viên sĩ quan. Trước lúc lâm chung, người cảnh sát đã giao lại em trai cho Kenshin và nhờ anh chăm sóc cậu bé giúp mình. Nói xong thì cũng chút hơi thở cuối cùng rồi từ trần. Sau đó Kenshin đã dẫn theo đứa bé và cô gái ăn trộm đến thôn làng để xem xét tình hình. Đập vào mắt anh là cảnh tượng hoang tàn đổ nát vô cùng thê lương. Đang lúc quỳ xuống gào khóc trong đau đớn thì đột nhiên đứa bé phát hiện thấy phía trước có rất nhiều sát thủ. Cậu nhóc định xông lên liều chết với chúng để báo thù cho cha mẹ, nhưng Kenshin đã nhanh tay ngăn lại vì lời hứa bảo vệ. Đột nhiên một tên lợi dụng lúc Kenshin quay lưng liền rút kiếm lao tới và rất nhanh đã bị anh hạ gục chỉ bằng một kiếm. Đồng bọn của hắn trông thấy vậy thì tái mét không còn giọt máu, nhưng vì số lượng đông đảo nên cũng chẳng ngại mà xông vào. Lập tức một cuộc hỗn chiến đã diễn ra, Kenshin thân thủ nhanh nhẹn di chuyển giữa rừng người, cứ vậy một người một kiếm đi đến đâu là có kẻ nằm xuống đến đó. Rõ ràng bọn đầu đất tép diêu này không phải là đối thủ của anh nên chỉ trong chớp mắt cả một trung đội đã nằm dạp dưới đất không ngóc đầu lên nổi. Đúng lúc này một gã thanh niên thư sinh trắng trẻo tên là Seta đi đến nói với Kenshin rằng Makoto muốn gặp anh. Nam chính nghe vậy liền đi theo hắn ta mà không chút do dự. Trong khi đó tại một tòa biệt phủ thì Makoto đang luyện kiếm vô cùng tàn nhẫn, ở bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp nhưng cũng đầy chết chóc.
Kenshin vừa gặp tên quấn vải là đã chủ động rút kiếm ra muốn quyết đấu, nhưng có vẻ như gã không hề quan tâm đến sự khiêu chiến của anh mà thay vào đó ra lệnh cho tên thuộc hạ thư sinh của mình bước ra ứng chiến. Kiếm pháp của tên này cũng rất uyển chuyển, liên tục chém trực diện về phía Kenshin, gây ra không ít khó khăn cho lãng khách. Hai người cho đến lúc này vẫn bất phân thắng bại, buộc lòng Kenshin phải thủ thế phi thiên ngự kiếm tuyệt kỹ quen thuộc của mình. Ai ngờ thanh kiếm vừa mới vung ra liền bị đối thủ một chiêu chặt đứt, làm thanh Sakabato lưỡi ngực của Kenshin cứ thế gãy làm đôi. Thì ra tên Seta này đã sớm thỉnh giáo được tuyệt kỹ y hệt như Kenshin nên đã dễ dàng hóa giải được chiêu thức nổi tiếng của anh. Sau khi đánh bại Kenshin, tay thư sinh ung dung bỏ đi để gã lãng khách ở lại nếm trải mùi vị của kẻ thua cuộc. Bên này Makoto cũng đã gấp rút chuẩn bị một lượng vũ khí lớn rồi ra lệnh cho Seta mau chóng tập hợp đàn em để bắt đầu kế hoạch lật đổ chính quyền. Trong khi đó Kenshin đã vô tình gặp lại cô gái trộm kiếm khi trước. Sau khi dẫn anh về nhà thì cô ta giới thiệu rằng ông nội Okina của mình trước đây từng là mật thám thuộc bộ tình báo của tổ chức có tên là Oniwa Bansu, làm việc cho chính quyền Mạc Phủ. Nhưng kể từ sau cuộc cách mạng cách đây 10 năm thì Oniwa Bansu đã trở thành lịch sử và ông nội cũng đã buông bỏ tất cả. Tuy nhiên có một người lại không muốn buông bỏ, đó chính là gã Aoshi lạnh lùng, kẻ đã hạ gục Sanosuke trước đó. Sau cuộc cách mạng, Aoshi đã được chính quyền mới trọng dụng trao cho một công việc ổn định, nhưng những người đồng đội của gã lại không được may mắn như vậy. Không thể bảo vệ được anh em khiến mọi sự thất vọng và tức giận đều được chuyển sang Bato Sai, võ sĩ mạnh nhất thời chiến. Từ đó báo thù đã trở thành chấp niệm của Aoshi, còn Kenshin thì lại vô tình trở thành kẻ thù số 1 của gã. Bởi vậy Aoshi đã ròng rã tìm kiếm Kenshin suốt nhiều năm và thậm chí còn bị ám ảnh về việc sẽ đả bại anh nhằm vinh danh những đồng đội đã khuất. Tuy nhiên chuyến đi lần này nam chính chỉ muốn chuyên tâm vào việc tiêu diệt Makoto chứ không quan tâm đến việc khác. Được sự nhờ vả của lãng khách, Okina đã nói cho Kenshin biết nơi ở của một vị thợ rèn nổi tiếng trong vùng. Ông ấy rất có thâm niên trong việc chế tạo kiếm lưỡi ngực nhưng đã không may qua đời cách đây vài năm. Giờ đây người con trai duy nhất của thợ rèn đã kế thừa sự nghiệp của cha. Thế mà anh ta lại nói mình chỉ biết làm đồ dùng trong bếp chứ hoàn toàn mù tịt về khoản chui rèn vũ khí. Mặc dù không đạt được mục đích nhưng Kenshin lại chẳng hề nản lòng vì vốn dĩ anh ấy không giống như những người khác khi coi vũ khí là sinh mệnh. Kenshin vừa đi được một lúc thì một kẻ với mái tóc vàng khè vác đầy kiếm trên người tìm đến nhà con trai của lão thợ rèn để gây chuyện. Thì ra trước khi qua đời lão thợ rèn đã chế tạo ra một thanh kiếm huyền thoại. Tên đầu vàng vì muốn chiếm đoạt thanh kiếm đó làm của riêng mà đã bắt cóc cậu con trai của gia đình này để ép họ giao ra báu vật. Kenshin sau khi nghe được chuyện này thì lập tức tìm đến đền thờ để cứu người. Tên đầu vàng vừa nhìn liền lập tức nhận ra thân phận sát thủ một thời của Kenshin. Không nhiều lời hai bên bắt đầu lao vào giao chiến ác liệt. Gã ta có lợi thế về vũ khí nên đã chủ động tấn công nam chính một cách điên cuồng. Kiếm khách với gậy gỗ trong tay nên chỉ có thể lùi sâu phòng bị, vừa chống đỡ vừa tìm kiếm cơ hội. Quả nhiên với đẳng cấp của mình thì anh đã không tốn quá nhiều công sức để cho tên tóc vàng đo đất. Tuy nhiên như thế vẫn chưa thể ngăn chặn được đợt tấn công tiếp theo của hắn. Gã ta càng đánh càng hăng, còn nam chính thì cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống sức vì bất lợi về vũ khí và rất nhanh đối thủ đã chiếm được thế thượng phong. Trong thời khắc quan trọng, con trai của lão thợ rèn đã chạy đến bởi vì anh ấy không thể trơ mắt nhìn ân nhân bỏ mạng trong lúc cứu quý tử của mình được. Không chần chừ, anh ta đã tức tốc chạy một mạch về nhà nhằm tìm kiếm báu vật gia truyền mà cha đã để lại. Lúc này Kenshin cũng không còn sức để chống đỡ trước những đòn đánh uy lực của tên tóc vàng nữa, nhưng bản thân lại không thể từ bỏ được, cho dù có chết cũng phải cứu bằng được người đưa ra. Vừa hay Karu cũng đã chạy tới, nhìn Kenshin đang phải vật lộn với kẻ thù nhưng bản thân lại bất lực không thể giúp được gì. May thay trong lúc nguy cấp, người cha đã kịp mang thanh kiếm tới để tiếp ứng cho Kenshin. Gã lãng khách bắt lấy thanh kiếm nhưng không vội ra đòn mà lại có chút do dự vì không muốn phải xuống tay giết người. Ai ngờ tên đầu vàng lại nổi khùng đổi ý muốn quay sang lấy mạng đứa nhóc. Trước tình cảnh này Kenshin không còn cách nào khác mà đành phải để thanh kiếm uống máu vậy. Ánh mắt đằng đằng sát khí toát lên sự chết chóc đáng sợ và chỉ trong chưa đầy 3 giây là Kenshin đã tung ra tuyệt kỹ quen thuộc nhắm thẳng vào cổ của kẻ thù mà cứa một đường. May cho tên đầu vàng là thanh kiếm này là kiếm lưỡi ngực nên mới giữ được cái mạng chó của hắn. Để đền ơn cứu mạng của ân nhân thì con trai lão thợ rèn đã tặng lại thanh kiếm gia truyền này cho Kenshin giúp. Anh có thể tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa nhưng nam chính lại thấy bản thân không xứng đáng để sở hữu nó. Bên này Makoto cũng đã dục dịch chuẩn bị hành động, hắn ta muốn đốt lửa thiêu rụi mọi thứ ở Kyoto. Tất cả các lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu triển khai kế hoạch phòng bị, còn dân chúng thì cũng ráo riết thu dọn hành lý mà tiến hành di tản. Màn đêm buông xuống, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời dự báo một trận chiến khốc liệt sắp sửa xảy ra. Lúc này đám thuộc hạ của tên phản diện và phía cảnh sát cũng đã sẵn sàng vào vị trí. Saito và Kenshin cũng đã góp mặt. Ngay khi trận chiến bắt đầu thì người của Oniwa Bansu đã liều mình xông lên ngăn cản người của Makoto phóng hỏa. Sanosuke cũng kịp thời đến để trợ giúp và phải công nhận anh chàng này đánh đấm rất cừ. Tuy đầu óc có hơi đặc một chút nhưng không vì thế mà lùi bước mà luôn tiến tới phía trước với thái độ ngang tàn, kẻ nào dám cản đường là anh đập cho chèn bẹp. Trong khi đó vẫn không có ai chú ý đến sự xuất hiện của Aoshi, lúc này vẫn đang tìm kiếm Kenshin để trả thù.
Bất ngờ, ông lão Okina từng là cựu thành viên của hội Oniwa Bansu đã xuất hiện khuyên Aoshi từ bỏ chấp niệm quay đầu là bờ. Tất nhiên, một kẻ bị hận thù che mắt như hắn thì đâu dễ gì nghe lời khuyên của một lão già sắp sửa gần đất xa trời. Ngay lập tức cả hai đã lao vào trao đổi chiêu thức. Ông Okina sử dụng song côn để đối phó với song kiếm của đối phương. Song côn vừa vung ra lập tức đã khiến thanh niên trẻ lùi bước, thế nhưng ai thắng ai bại thì vẫn chưa thể biết trước được. Sau một giao tranh, Okina đã may mắn đâm được ngọn trúc vào người Aoshi, nhưng có lẽ vì tuổi già sức yếu nên đã để lộ sơ hở và bị hạ gục. Cùng lúc đó, Kenshin cũng đang đối đầu với tên trùm Makoto. Chỉ cần hạ được hắn thì cuộc chiến đẫm máu này sẽ kết thúc. Anh ấy đuổi theo nhưng lại có vô số kẻ bịt mắt như Makoto xông lên nhằm gây sự nhiễu loạn cho lãng khách. Tuy nhiên, dù có bày mưu tính kế đến cỡ nào thì cũng chẳng là vấn đề gì đối với Kenshin. Nhờ sự di chuyển linh hoạt cùng kiếm pháp thượng thừa của mình mà lãng khách đã dọn dẹp sạch sẽ đám quân thù chỉ trong nháy mắt. Như vậy là thành lũy Kyoto đã may mắn đứng vững sau đợt tấn công này. Tuy nhiên, Saito lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đến lúc này rồi mà chỉ có bọn râu ria xuất hiện, còn bóng dáng của Makoto thì lại chẳng thấy đâu, khiến ai cũng dấy lên sự nghi vấn. Lập tức Kenshin đã hiểu ra vấn đề, việc thiêu rụi Kyoto chỉ là cái cớ để giữ chân bọn họ ở lại chứ không phải là mục đích của Makoto. Rất có thể mục đích thật sự của hắn chính là muốn nổ tung nơi này, từ đó san bằng cả nước Nhật. Chờ cho đến khi bọn họ hiểu ra thì đã quá muộn rồi, còn Karu lúc này cũng đã bị thuộc hạ của Makoto bắt làm con tin. Lập tức lãng khách liền vội vàng leo lên lưng ngựa để đuổi theo. Khi này tàu chiến ngoài biển cũng đã sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Mỗi một con tàu chiến đều được trang bị đại bác với lực công phá vô cùng lớn. Vừa chạy đến nơi, Kenshin đã trực tiếp nhảy lên thiết giáp hạm rồi điên cuồng hạ gục những tên cản đường. Thấy thế, Makoto rất phấn khích yêu cầu Kenshin so tài với mình, cơ nà dây tiếp theo Karu lại bị bọn chúng đá văng xuống biển. Không do dự, lãng khách liền gieo mình xuống theo để cứu cô ấy. Có điều đại dương quá mênh mông và sóng dữ đánh không ngừng khiến Kenshin dù đã rất nỗ lực nhưng lại không thể tìm thấy Karu đâu cả. Cuối cùng nam chính đã cạn dần sức lực, tới tận sáng hôm sau mới trôi giạt vào bờ. Lúc này có một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện rút kiếm xem xét bộ dạng của Kenshin rồi vác anh lên vai. Rốt cuộc thì người này chính là ai và ông ta có mối quan hệ như thế nào với lãng khách mà lại muốn giúp đỡ cậu ấy?